Già Thiên tập 158 Lúc bây giờ, Vũ Hóa Vương từ tử hiền cười nói Diệp Huỳnh thật khiến cho người ta kính sợ Không cần dùng đạo lực Chỉ bằng thân thể và tốc độ Đã đủ lực áp cường giả hóa lòng biến thứ năm Gần như đã là vô địch trong thế hệ trẻ rồi Ta đã tự phế tù vi Thật sự không thể vận dụng đạo lực Chỉ là bật đặc sĩ mà thôi Diệp Phàm lắc đầu Dường như rất đáng tiếc Phía bên cạnh, vương trùng tiêu trong lòng rất nghi hoặc hắn chính bắt thấy được trận chiến vừa rồi cũng thật sự không thấy diệp phàm dùng tới thần lực từ từ hiên điểm một cái bắn ra vài phiến thần vũ trực tiếp chữa khỏi thường thế cho cao lâm phong rồi nói diệp huynh có thể tha cho hắn không tính tình của hắn nóng này tuổi trẻ lại nông đổi không khỏi có chút quá khích không thành vấn đề ta cũng không muốn so đo với hắn làm gì diệp phàm cười cười rồi gật đầu không thể tưởng tượng được Vũ Hoa Vương đại danh Đình Đình lại đi tới thần thành của Bắc Vực. Một tiếng cười lớn chuyển tới, hoàng tử đại hạ Hạ Nhất Minh đang bước nhanh tới đây. Ta tới Bắc Vực là để tham dự sự kiện giao trì, có thể gặp được vài vị lòng phượng ở con đường nhỏ trên thần thành này thật sự là vinh hạnh quá. Vũ Hoa Vương từ từ hiên mở miệng cười nói. Thực hiện nhiên, nhưng cách quý Cao Lâm phòng muốn mời tới là Vương Trùng Tiêu, Hạ Nhất Minh từ từ hiên. Lúc này trước sau đã tới đồng độc. Diệp Huỳnh, người bình yên vô sự trở về, thật sự là quá tốt rồi. Hạ nhân mình cười lớn. May mắn vượt qua một kiếp, tuy rằng là đã giữ được cái mạng, nhưng cũng không thể không trảm một nửa tu vi. Nhân sinh đúng là bất đắc dĩ. Diệp Phàm cũng bật lật thở dài. Mấy người đều có chút không nói gì, vì không biết nên nói gì cho phải. Thế nhân đều biết, nửa năm trước đây, hắn tự phế đi tu vi, kết quả lại giết âm dường thánh tử lúc này sắc mặt cao lầm phòng trắng bệch vô cùng phận uất hôm nay thật sự rất mất mặt nhưng cũng không thể nào làm gì khác được cả nhất là sau khi nghe được đối phương nói đất tử phế tu vi mà hắn vẫn không phải là đối thủ thì chỉ hận không tìm được chỗ đất nẻ nào để mà chùi xuống ngay cả vương của lật trung châu cũng biết sự kiện giao trì thế nhưng ảnh hưởng thật là quá lớn đấy an diệu y khẽ khẽ cười bây giờ nắng nhanh nhẹn như tiên tử vội vàng châm trà một thị nữ liền dâng trà cho mấy người. Ta ra ngoài lịch lãm, nghe được sự kiện này, tất nhiên không thể bỏ qua. Vũ Hóa Vương từ từ hiên, đáp lời, tuấn tú mà điểm đạm, khiến người ta cảm giác rất đặc biệt ở bên người. Diệp Phàm biết người này nhất định cực kỳ cường đại. Hắn ghi tới một ít lời đồn rằng Vũ Hóa đăng thiên, thoát thai hoán cốt, một bí cảnh một thần tàng. Đối phương gần như là một nhân vật vô địch trong thế hệ trẻ, khiến cho hắn cũng cảm giác được một cỗ áp lực vô hình bỗng nhiên có hảo quang mãnh liệt ập tới trong cung điện lại xuất hiện thêm một người kim quang hừng hực như một vầng mặt trời đang thiêu đốt đại ca người đã tới rồi cao lâm phong lập tức hết lo lắng thần sắc kinh động nhanh chóng đi tới hắn đi vô ý lướt nhìn diệp phàm sát ý vô tận đây là một nam nhân cao lớn như được đúc từ một khối vàng ròng làm cho người ta có áp lực đáng sợ hắn vẫn không nhúc nhích đôi mắt như đào quét qua mọi người trên người hắn, kim quang rực rỡ mênh mông như sóng biển, người bình thường căn bản không thể nhìn thẳng vào. Quang hoa đẹp mắt như thần minh, khiến người ta tự thấy xấu hổ. Mái tóc đèn dày cũng bị nhiễm một tầng ánh sáng màu vàng, sắc mặt như đào tước, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt như điện bắn ra bốn phía, toạt nhìn vô cùng mạnh mẽ. Cao huynh không tưởng tượng được người lại tới nhanh như vậy. Vũ hóa vương từ từ hiên cười cười rồi nói thái dương quần vương của thế hệ trẻ trung châu đã tới rồi lúc này thân sắc của hắn lạnh nhạt trong hào quang trói mắt giống như thần tử hắn khẽ khẽ gật đầu thân hình cao lớn như một ngọn núi chậm rãi đi về phía trước đôi mắt như đào phong tùy chung nhìn diệp phàm chăm chăm sát điệp vô hình như nhập vào cơ thể hắn các đời song tử vương của trung châu đều danh chấn thiên hạ là loại thể chất đáng sợ nhất qua hơn bốn ngàn năm lại xuất thế lần nữa tương truyền song tử vương hợp nhất tiền hạ vô địch là tổ hợp đáng sợ nhất, có thể quét ngang cùng thế hệ, căn bản không có địch thủ, thế gian vô song. Bởi vì mỗi người bọn họ đều có thể so sánh với thần vương của Đông Hoang, có đường huyết mạch đáng sợ nhất trên thế gian. Nhưng quan trọng nhất chính là một khi điên thủ sẽ đánh đầu thắng đó, không gì có thể cản đổi. Từ xưa cho tới nay, e rằng chỉ có thần vương tuyệt thế mới có thể một mình giết xong tử vương. Cho tới bây giờ, còn chưa từng nghe nói có ai có thể chém giết bọn họ Tuy nhiên, thần vương cũng không phải một mình độc chiến hai người liên thủ, chỉ phân biệt đánh gục từng người, cách xa nhau bốn ngàn năm. Bằng không, nếu song tử vương hợp nhất, ở cùng thế hệ, không ai có thể so sánh. Người chính là Thái Dương quần vương sao? Nếu như muốn động thủ thì cứ nói ra, ta há phải sợ người chứ. Diệp Phạm bình tĩnh cất lời. Căn bản bản thân hắn không sợ đối phương. Thái Dương quần vương được bao phủ trong thần quang màu vàng như chiến thần dục hỏa trùng sinh bất thủ thân thể cao lớn hùng vĩ, khi thế bức nhân, không nói gì mà vẫn dán mắt vào hắn. Đại ca, giết hắn đi. Cao Lâm phòng khiến, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ánh mắt oán độc vô cùng, hận không thể lập tức báo thủ, rửa hận. Diệp Phạm tự nhiên biết sát ý của bọn họ là vì đâu. Thần vương tuyệt đài chém giết hai vị tổ tông bọn họ đều bị hai người ghi hận lên hắn. Bởi vì thế nhân đều biết thần vương giúp hắn đánh vỡ nguyền rủa gần như thay thế cả tính mạng của mình rất nhiều người đều coi hắn là do thần vương dùng mạng bồi dưỡng. Chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, không nên gây chiến, mà dẫn đến tổn thương hỏa khí. Anh em cả, không cần phải làm căng như vậy đâu. Mọi người cứ từ từ nói chuyện, cứ nhận nha, rồi sẽ quen biết nhau cả thôi. Hoặc từ đại hạ tiến lên, bây giờ lên tiếng quyền giải. Thánh thể nếu trưởng thành có thể tranh phong với đại đế, song tử vương hợp nhất vô địch thế gian, đều là những nhân kiệt cái thế hiện tại cần gì phải vì một chuyện nhỏ mà nổi sùng lên chứ Vũ Hoa vương lại cũng lên tiếng an diệu y cũng tiến lên quyền giải ánh mắt say lòng người nói lời như gió xuân khiến lòng người yên lặng lại cũng khiến không ít dịu xuống thay vương trần quân lại đang ở bắc vực phải kiêng kỵ nhiều điều không muốn lúc này đại chiến với diệp phàm chỉ hư lành một cái mà không nói gì thêm cho người sống lâu thêm mấy ngày ánh mắt của cao lâm phong vẫn tràn ngập cửu hận Mấy người đến đời này đều nhíu mày. Chỉ là Thái Dương quân vương cũng không khỏi quét mắt, nhìn hắn một cái. Cảm thấy đệ đệ của mình quá kiêu căng, căn bản không thể có thành tựu cao được. Thật là lâu lắm rồi, không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Dù hai huynh trưởng của ngươi là song tử vương cũng không được, ta phải giáo huấn cho người một phen. Diệp Phạm ra tay. Thái Dương quân vương đột nhiên bừng lên thần diễm, phản ứng rất nhanh, ngăn cản Diệp Hàm, nhưng lại xem nhẹ tốc độ của đối thủ. Diệp Phạm tay phải diễn biến ra một đại ấn màu vàng, đương trường đánh bay Cao Lâm Phong ra ngoài. Bây giờ, cốt đoạn gần đứt, suýt nữa đã biến thành một đống thịt nát. Lần sau, hãy biết giữ cái mồm cái miệng. Cao Lâm Phong bị đứt cãi mấy chục, cần xương cốt, đau đớn nghiến răng, khiến hắn không kìm nổi kêu lớn. Sau lưng của Thái Dương quần vương, đột nhiên xuất hiện một vầng Thái Dương thật lớn. Chín con kim ô bay ra, xoay quanh đầu hắn. Khi cơ khủng bố như hồng thủy ngập trời bùng đổ, khiến cả phiến tiền cùng rung động, kinh động rất nhiều người, không ít tù sĩ đang nhìn về phía bên này. Thay dựng quần vương, khí quán trưởng hồng như một mảnh ngân hà mình bồng trực rỡ, hắn đâng thủ đánh tới Diệp Phàm Diệp Phàm đã nói là giáo huấn đệ đệ hắn trước mặt của mình thì cũng không là tương đường đánh lên mặt của hắn. Diệp Phạm như hành tàu trong nhật nguyệt, như là xuyên qua quang lâm, mà dùng tốc độ cực hạn tránh né, huy động nắm tay bầu vàng, đánh nát chân không Lào tới phụ cận, dùng thân thể vô song để mà cận chiến, không một chút kiêng rẻ. Bản thân của hắn đến bước này cũng chẳng phải sợ ai nữa cả. Lúc bây giờ, bản thân của hắn vô cùng ủy mãnh. Mặt thầy hải người sẽ bắt đầu đại chiến. Vũ Hoa Vương và Hoàng Tử Đại Hạ đều ra tay. Vụ tận thần vũ hiện ra. trên đạo đồng khí đoạn thiên liền ngăn cách giữa hai người. Lần này quả thật do Cao đầm phòng gây chuyện. Hai vị không cần vì vậy mà giao đấu sinh tử làm gì. Hóa vũ vương từ từ hiên lại lên tiếng. Hóa vũ vương, người không cần ngăn cản, ta đã nhường nhịn đủ rồi, vậy mà hắn dám động thủ, đáng chết. Thái dương quần vương đang đăng sát khí, thân sắc lạnh như băng. Ta hiện còn có 9 cơ hội trở lại tứ cực bí cảnh, có thể quyết đấu với thánh tử. Nếu người bức ta giết người thì cứ tới đi. Diệp Pham rằng co với người kia. An Diệu Y tấu ra tiên y, tiếng đàn bình thản như ánh trăng chiếu sáng, đêm đen mang theo từng làn gió mát, khiến lòng người cảm thấy bình yên. Mấy vị dừng tay đi, còn chưa có ai dám biến rượu dục am của ta trở thành chiến trường đâu. Thanh âm của nàng như tiếng trời cũng mang theo một tia uy nghiêm. Thay dường quần vương rất cường thế, nhưng sau khi tới đồng hoàng cũng không dám quá mức kiểu căng, liền tu liễm sát khí rồi ngồi xuống một bên. Diệp Phạm cung hiện ra bộ dáng bất cần. Hiện nay, hắn đã chiếm được bí quyết chữ hành, có thể đi khắp thiên hạ dù cả thế nhân biết thường thế hắn đã hồi phục, cũng không có gì phải quá bận tâm. Sau lần răng con này, mấy người dù uống trà đàm đạo, nhưng không khí lại có chút trầm tĩnh. Thần sắc của thái dương quần vương rất âm trầm, không có tươi cười tí nào. Diệp Pham nhưng đã rất nhàn nhá, vừa châm trà vừa nói chuyện phiếm với hoàng tử đại hạ và hóa vũ vương thì thoảng còn hỏi vương trùng tiêu vài câu. An Diệu Y tấu đền một đoạn nhạc, khiến cả tòa cung điện cũng trở nên bình yên, không khí giảm xuống nhiều, nhưng người duy nhất không phối hợp chính là Cao Lâm Phong, một thân đầy vết máu. Không biết thiền tuyển thánh nhân đi tới nơi nào rồi. Vũ Hóa Vương lại cất tiếng hỏi. Diệp Phàm nở nụ cười, thánh nhân đường thời đúng là có lực uy hiếp. Cả cương giả trẻ tuổi của Trung Châu cũng phải kiêng kỵ, cẩn thận mà tìm hiểu. Hắn đang bế quan ở một đời rất bí ẩn. Tù vì tất cảnh giới đó rồi mà còn muốn bế quan, chẳng lẽ muốn đột phá sao? Mấy người vương trùng tiều đại giật mình, trong lòng thái dương quân phường cũng không bình tĩnh dù biết lời nói của diệp phàm không thể tin nhưng vẫn không kìm được phải chú ý dù sao đây cũng là một nhân vật có thể sánh ngang thánh nhân viễn cổ cuối cùng khi đêm đã khuya mấy người đứng lên cáo từ diệp phàm đi rồi quay lại gặp an diệu y ở một cung điện khác thường thế của chẳng thế nào rồi an diệu y nhẹ giọng hỏi diệp phàm lấy một bình ngọc đưa cho nàng bên trong có thần tuyền mở ra kết bụi thơm tràn khắp nơi bất cứ tu sĩ nào cũng có thể nhận ra đây chính là nguồn nước sinh mệnh có thể cứu người chàng khiến ta thật là bất ngờ đôi mắt của an diệu y rất kinh hãi nói chàng xâm nhập cấm địa thái cổ mà còn thành công trở ra sao diệp phàm không giấu đi không giấu diếm gì cả bình tĩnh nhìn nàng rồi nói ta muốn nói cho nàng một chuyện ta biết chàng muốn nói điều gì nếu là về độc nhân truyền thừa thì không cần hỏi nữa chàng chỉ cần biết ta sẽ không hại chàng là được nói tới đây an triệu y khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đi tới gần hắn giúp hắn mát xa các huyệt vị vì sao không cần hỏi nhiều như vậy an triệu y lắc đầu không chịu nói gì thêm Hoa vân phi đến bắc vực rồi sao diệp phàm lại hỏi Thiệp cũng không biết người này rất nguy hiểm chàng phải cẩn thận an triệu y nhắc nhở mỗi người đều có lý do riêng không thể nói ra toàn bộ bí mật bản thân cho người khác biết như việc diệp phàm tới từ một nơi tinh không khác hắn chưa từng nói cho An Diệu Y về điều này. Chàng hiện đang rất nguy hiểm, gần đây Đông Hoàng xuất hiện một liên bình sát thánh, chỉ sợ có nhân vật cấp thánh tử đang dục tiến. Liên minh để giết ta, hai sát thủ thần triều viễn cổ còn chưa đủ hay sao mà còn có thêm một cái điền bình nữa. An Diệu Y nghiêm túc nhắc nhở. Trong đó không ai biết được thân phận của nhau, nhưng phối hợp rất ăn ý. Bọn họ có cùng một mục đích là muốn giết chàng đó. Diệp Pham mỉm cười. Hắn cảm rằng quyền trượng của thiên đình đã có nội dụng võ, thiên đình cũng nên tái hiện thế gian. Bản thân của hắn không nói gì, chỉ cười cười và tận hưởng cảm giác đợt mát xa sau lưng. Tình quang như nước, Diệp Phàm chậm rãi bước trên thần thành, hắn không dừng lại ở diệu dục am lâu vì có rất nhiều ánh mắt đang chú ý tới hắn. Hiện tại, nhất cử nhất động của hắn đều rất hấp dẫn thế nhân, cho nên hắn đi thẳng về nơi ở của hắn. Sao lại không có ai đột kích nhỉ? đã cầu mặc quần cộc đại hoa, lưng đeo một đôi móng vuốt lớn, nham chán đi tới đi lôi. Người còn mong có người tới giết cửa sao? Diệp Phạm hung hăng nhìn nó một cái. Bồn hoang, người không biết đấy chứ. Bồn hoang đã bố trí trận văn rồi. Nếu như mà ai tới thì cũng không có việc gì đâu. Đá cầu không hiền lạnh nói. Bên kia, cô bé con đang say sương ngủ. Ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, nhạt từ mi tâm của nàng chiếu ra, làm cả căn phòng như được chiếu sáng. Buổi sáng sớm khi mặt trời vừa lên, đã hát cầu theo thói quen tỉnh dậy, sẽ ngáp một cái thật dài, khiến nhiều người trên đường cũng ầm thầm mắng mỏ. Cầu cầu đó nhà, Sau ngày nào cũng gọi người ta dậy như vậy? Cô bé còn tròn xe mắt, mơ mơ màng màng ngồi xuống, sau đó ngoan ngoãn đi rửa mặt. Một ngày mới này, mấy người diệp phàm lang thang không mục đích ở thần thành, chờ đợi đi hát thủy trở về rồi chạy thức hương ra. Tổ hợp của bọn họ đi tới đâu cũng rất hấp dẫn người khác, không chỉ vì Diệp Phàm có danh tiếng rất lớn ở thần thành, mà còn là vì đại hát cầu nghiến rất nhiều người mà kỳ hận. Cô gái nhỏ ngồi trên đường đại hát cầu, tay trái cầm một cây đường hồ lô, tay phải cầm một cái trái cây, không ngừng nhấm nháp, rất vui vẻ và thỏa mãn. Đại ca ca, trong thạch vườn thật vui vẻ phải không? Cô bé con ngây ngô hỏi. Diệp Phàm chỉ muốn bằng theo cô bé con đi qua để có thể mở rộng nhãn giới. Hết đi tới cửa hàng này lại tới gian hàng khác sau đó dạo một vòng qua các thạch phường, dẫn phát một hồi chấn động. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn muốn tới đổ thạch, nhưng Diệp Phàm lại vần đạm phòng khinh khoát tay áo, to vẻ không muốn làm việc vô nghĩa, khiến rất nhiều thạch phường cũng âm thầm thở phào một hơi. Chính là con chó này sao? Cho đến tận khi trạng vạng, một thanh âm ủy nghiêm của lão nhân vang lên, thân sắc rất không tốt, hùng hằng nhìn chăm chăm đại hắc cầu như muốn giết người. Lão già ngài đừng có giận, Đồ Phi không có vấn đề gì cả. Lý Hắc Thủy quyền giải nói. Đại cường đạo thứ bảy bắc vực đổ thiên tới đây khởi bình vấn tội. Vừa xuất hiện, khiến người trên đường lập tức chạy hết. Mười ba đại cường đạo giành chấn bắc vực, không ai không biết, không ai không hiểu. Hơn nữa người này còn nắm giữ thôn thiền mà quán. Nếu khiến hắn tức giận, thì dù là thánh chủ cũng không thể yên lòng. Lão nhân này là ai? Còn hung hăng hơn cả lão hổ, khiến mọi người đều bị dọa chạy hết cả rồi. Đại Hắc cầu nhe răng trợn mắt, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Đây chẳng lẽ là lão già hỏa mà ta từng cướp thồn thiền mà quán lúc trước sao? Người được con cháu của ta đi đâu rồi? Đầu tiên nghiêm mặt mà hỏi. Lý Hắc Thủy người dám bán đứng ta sao? Đá cầu tức giận quát. Đều là do ngươi làm, ta có thể giấu được sao? Lý Hắc Thủy lại nói. Bên cạnh còn có ba gã trẻ tuổi mà Diệp Phạm đều quen biết, phân biệt là Khương Hoài Nhân, Liền Khấu, Ngô Trùng Thiên, là bản thân của Lý Hắc Thủy và Ngô Trung Thiên là hậu nhân của Đại Cường Đạo. Không có chút quan hệ gì tới ta cả. Bản thân Đồ Phi muốn đi Bắc Nguyên một chuyến, ta vẫn còn nhớ rõ tọa độ của hắn ở đó, nếu không ta dẫn ngươi đi. Bản thân của Đại Hắc Cầu đều rất nghiêm trang. Đổ ra ra, ngăn vạn lần không nghe nó nói lừa, nói, nói dối, đưa người đi Bắc Nguyên, nhưng không chừng lập tức truyền tống tới tận Nam Lĩnh đấy. Lý Hắc Thủy vội vàng nhắc nhở ngay người nói cho ta biết xem tọa độ đã ở đâu đồ thiền bây giờ không hề tỏ ra hỏa nhã con chó của chính mình bị con chó này đẩy đi đầu mất hắn cũng không biết làm cách nào cả đại hát cầu rất ngoan ngoãn cũng không dám tiếp tục mạnh mồm nói ra một tọa độ xa tới độ khi người ta đầu váng mắt hoa ngay cả đồ thiên nghe xong cũng không biết nên nói gì trông chờ hắn tự mình trở về thì không có hai mươi năm hắn cũng không thể phải tới thần hải bắc cực một chuyến để mà đưa hắn về vậy. Đầu tiên vung tay áo xoay người rồi rời đi. Nghe nói con chó này rất vô đạo đức phải không? Khương Hoài Nhân, liệu Khấu, Ngô Trùng Thiên không có hảo ý đi tới, muốn giao huấn còn trong mực này một trận. Các người không thể làm khó khẩu cầu được. Cô bé còn lên đến tiếng bảo vệ hắc hỏa ngay. Gầm một tiếng, đã hát cầu tiền phát chế nhân, cuồng cắn mấy chục cái. Nó, mình đồng ra sắt, ba người liên tục kêu thảm thiết, dưới tình huống không hại tự thủ thì căn bản không thể làm gì được nó. Cho đến tận hơn nửa ngày, đường cái mới khôi phục lại sự yên lặng như cũ. Trên người ba người kia đều xuất hiện đầy dấu rằng chó. Rốt cuộc hiểu được lời của Lý Hắc Thủy về sự lợi hại của Đại Hắc Cẩu. Cuối cùng, cả bọn tìm một tử lâu, thoải mái che chén. Mãi tới đêm khuya mới quay về chỗ Diệp phàm Mấy người này muốn được đồng hành với hắn. Đại cường đạo thứ 13 Khường Nghĩa đã sớm đi tới trước Khường Gia lần này cần để cường hỏa nhân dẫn đường mới có thể đi vào cường gia thái cổ. Ngày hôm sau, đoàn người vượt qua hư không, đi tới trọng địa truyền thừa cổ kính nhất bắc vực. Hàng vụ đại đế để lại một gia tài rất dày, chính là một trong những người cường đại nhất từ trước tới nay. Địa vực của cương gia là một mảnh tịnh thổ thần thánh, bên ngoài là một mảnh đất chết rộng mấy chục vạn dặm, nhưng nơi này lại là một mảnh danh um. Mây tía dần dần bốc lên, thải vũ lưu động, các dãy núi liền biển bất tận, tất cả đều lơ lửng giữa bầu trời, căn bản không trời xuống dưới. Mỗi một ngọn núi nơi này đều khí thế khiếp nhân, dường như tồn tại từ thời khai thiên lập địa, phát ra khí thức cổ kính tang thương. Trên một ngọn núi có thác nước cao tới bà ngàn trượng, như là một dải ngân hà thông tới cửu thiên, có mà vần lượn lờ, nguy nga trầm động, khí tức bức nhân. Nhưng đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, cảnh tượng ở nơi sâu nhất, căn bản không thể nhìn thấy được nghe nói nơi này có rất nhiều kiến trúc cổ vật và di tích từ thời hoàng cổ kẻ nào đó kia còn cách rất xa đã có không ít cường giả lao ra lớn tiếng quát hỏi khương hoài nhân không thèm nói gì lấy ra một quả thần mộc lệnh quơ quơ thần sắc những người kia lập tức dịu lại sau đó không lâu có một lão giả bay ra thì ra là hoài nhân hiền điệt lần này trở về thì không nên đi nữa nhận tổ quy tông không cần phiêu bạt bên ngoài lão tổ tông của gia tộc đã khuyên bảo ra ra gơi rồi. Lão nhân này rất nhiệt tình nói ra một câu. Khương Hoài Nhân mỉm cười đáp lời, cũng không đưa ra ý kiến gì. Bọn họ đi theo lão nhân này vào sâu bên trong. Hôm nay chúng ta đã được lầy dính phong quang Khương gia, lần đầu tiên tiến vào thế gia thái cổ. Liễu Khấu thì thầm nói. Đoàn người bọn họ tiến vào tự nhiên khiến rất nhiều người chú ý. Nhất là thế hệ trẻ tuổi, ánh mắt đều lộ ra đôi chút dị sắc khi nhìn về phía Diệp Phàm lãnh địa khương gia vô cùng rộng rãi đuôi cao vô tận vô số thần đảo lơ lửng giữa hư không mấy người bọn diệp phàm đi tới phía trước một hòn đảo lơ lửng hòn đảo này là một chỗ trọng địa những người bình thường không được tới gần vì là nơi một nhân vật cấp tổ tổng tổ bế quan quãng thời gian gần đây Khường nghĩa vân chính là ở nơi này chịu sự khuyên bảo tiểu đình đình ở đâu ta muốn tìm nó diệp phàm mở miệng nói thần sắc của lão nhân của khương gia này lập tức biến đổi Hắn sớm đoán ra thần phận của Diệp Phàm nhưng không nói ra. Giữa phút này lộ ra vẻ khó xử. Sao vậy? Ta không thể gặp nó sao? Quan hệ giữa Diệp Phàm và thần vương ai ai cũng biết. Khương gia không có lý do gì để ngăn trở. Tiểu công chúa vừa mới về. Sự tình liên quan tới sinh tử của thần vương không thể tùy ý gặp người ngoài. Còn bong kiên nhẫn chờ ngày vài ngày. Lao nhân kia cất tiếng nói. Mấy người bọn Diệp Phàm được bố trí ở lại trên một hòn đảo nhỏ thành tịnh chờ chừng bảy ngày cũng không thấy bóng dáng tiểu đình đình đâu tuy nhiên suốt cuộc hắn cũng gặp được cương lão bá lão nhân này dù không quen ở đây nhưng tinh thần diện mạo lại tốt hơn nhiều có một thần thúc thúc cường thế như cường nghĩa không ai dám coi thường lão nữa ngày thường trong ăn uống của lão có thêm linh dược dù là phàm nhân nhưng cũng là ngày càng trẻ ra, đầu bạc cũng có dấu hiệu sành lại đình đình đã trở lại ta chỉ gặp nó có hai lần rồi bị mang đi bế quan Lão nhân khi gặp lại Diệp Phàm thì vô cùng cao hứng như gặp được người thần cận nhất của mình vậy. Lão bá người lại phản lão hoàn đồng rồi. Diệp Phàm trêu kẹo. Cũng chỉ là một đám xương cốt giả cỗi thôi, có gì mà trẻ ra chứ. Diệp Phàm ở cạnh lão mấy ngày vẫn không thấy tiểu đình đỉnh đâu. Ngay cả đám người Khương Hoài Nhân cũng không kiên nhẫn nổi. Cuối cùng đi tìm Khương Nghĩa đang bế quan. Không có cho gặp ư, vì sao? Ta mang các người đi, Khương Nghĩa biết tin tức lập tức giận dữ. Khương Đạo Bá là cháu ruột của hắn, Tiểu Đình Đình đặc biệt được hắn coi trọng. Hắn trở lại Khương gia cũng là vì hai người này. Đại cường đạo giành chấn Bắc Vực muốn gặp Tiểu Đình Đình thì không người nào của Khương gia dám ngăn cản, bởi vì đây chính là nhân vật rất gần với Tiểu Công chúa, không có lý do gì không cho gặp mặt cả. Nơi Tiểu Đình Đình tu luyện là một chỗ rất mỹ lệ và yên tĩnh, có hòa thụ kết thành phiến, suối nước róc rách, thác đường từ thần đạo bên cạnh đổ xuống. Xa ra, tiểu đình đình nhẹ nhàng bay ra, mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, mái tóc tùng bay như một tiểu tình linh. Hiện giờ, nó đã hơn 9 tuổi, vẫn giống như một con búp bê như trước đây, mặt hoa da phấn, ánh mắt như nước, khí chất thông linh. Ca ca! Bây giờ, khi nhìn thấy Diệp Phàm tiểu đình đình lập tức mừng rỡ, hồ lớn rồi chạy nhanh tới. Có nhầm không, tiểu nhát đầu này đã là tù sĩ đạo cùng bí cảnh, chỉ mới tù luyện vài năm thôi mà. Lý Hắc Thủy ngây cả người. Có thể sánh bằng được hạ kiều u rồi đấy. Liệu khấu cũng hít sầu một hơi khí lạnh. Chặt nữ của ta mà lại các người khen thừa rồi. Khương Hoài Nhân vô cùng tự hào. Tiểu thúc thúc. Tiểu đình đình cũng hướng về hắn kêu Đình một tiếng, khiến Khương Hoài Nhân rất sủng sướng. Các người nói chuyện đi, ta đi trước cái đã. Khương Nghĩa cưng chiều xoa xoa đầu của đình đình rồi đột nhiên biến mất. Cà ca, ca, Huỳnh rút cuộc lại về thăm Đình Đình rồi. Diệp Phàm nhớ lại đủ chuyện kể từ lần đầu tiên gặp ông cháu hai người ở tiệm cơm nho nhỏ ở nơi Nam Vực. Khi đó tiểu Đình Đình mặc một bộ quần áo đầy chỗ vá nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Đình Đình quả thật đã lớn rồi. Diệp Phàm tươi cười xoa đầu của nó. Đình Đình rất ngoan. Bây giờ chào hỏi mọi người. Ngô Trung Thiên và một tiếng đại ca ca được chào ra. Hai tiếng đại ca ca cũng được chào ra. Đây là chất nữ của ta đấy. Khương Hoài Nhân tự hào nói lại. Bây giờ, ta nói người sao phải đập đi lặp lại câu này chứ? Muốn chiếm tiện nghi của chúng ta ư? Ừ, đánh hắn. Đám người Lý Hắc Thủy, người thấy mùi vị gì đó, đồng loạt động thủ với Khương Hoài Nhân. Khương Đạo Bá ở bên cạnh cười hiền dịu, dường như là rất thích thú, không khí này. Người ta khi về ra đều thích ở cùng con cháu mình. Lão cũng có tầm tính như vậy. Tỷ tỷ, bảo bảo, bảo bảo. Cô gái nhỏ vườn tay nắm lấy cánh tay của tiểu đình đình. Cô bé chỉ mới hơn 2 tuổi, vô cùng đáng yêu. Nó chỉ mới đứng tới tắt lưng của tiểu đình đình mà thôi. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Đình đình ôm lấy nó, nó lập tức nhàn miệng cười, mì tâm tự động lộ ra ánh sáng kỳ dị. Thái âm thể. Đã hát cầu khi xoay qua đình đình, đôi mắt như hai cây chuồng lớn mở to, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nói chuyện vui vẻ hồi lâu, Diệp Phạm và Đình Đình đi ra một đời khác, ngồi ở một lương đình hỏi han nàng về tình hình thần vương gần đây. Đình đình lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Nàng đi theo thần vương hơn nửa năm, học được thần thuật vô tận, gần như ngày nào cũng đều tù luyện. Bản thân của nàng đã tu luyện rất lâu, thế nhưng linh ngộ đối với những người cùng tứa vô cùng nhanh chóng. Diệp Pham tỏ ra kinh ngạc. Tình trạng thân thể của đình đình rõ ràng là đã tốt hơn trước rất nhiều. Điều này khiến hắn càng thêm bất an. Đây đương nhiên là do thần vương gây nên thần vương mỗi ngày đều tiết triển thần vương tái sinh thuật để thanh tẩy cho muội trong mắt của tiểu đình đình điền hiện ra hai giọt lệ muội ngăn cản mãi mà không có được chuyện này diệp hàm ngây càng gợi ra thần vương đã là đèn hết dầu còn dùng thần vương căn nguyên thanh tẩy cho nó tình trạng bản thân không biết đã tới hoàn cảnh nào thần vương hắn ở đâu ta có bất tử thần dược có thể cứu hắn diệp hàm dồn dập nói lão tổ tông đưa muội về liền lập tức rời đi. Cường giả trong tộc xuất ra hết cũng không tìm được bóng dáng của lão tổ tông, không biết đã đi đâu mất rồi. Tiểu đình đình lắc đầu, nước mắt đã trào ra, rất tự trách bản thân. Đừng khóc, đừng khóc nữa, cũng không phải là do đình đình đâu mà. Diệp Phạm vội vàng an ủi ngay. Đình đình rất là khổ tâm đấy. Nửa năm qua, thần vương mang đình đình đi khắp đại hoang, thường đi tới rất nhiều cổ địa, hắn như đang tìm kiếm cái gì đó. Xem ra Thần Vương là do còn đau lòng quá đấy mà. Diệp Phạm cất tiếng thở dài. Thần Vương tuyệt đối không thể quên được cái chết của Thải Vân Tiên Tử. Bọn họ nói Lão Tổ Tông có thể đã chém mất Thần Vương Căn Nguyên rồi. Dòng của cô bé càng nức nở, tiếp tục rời lệ. Đừng khóc nữa, tỷ tỷ, đừng khóc nữa. Cô bé con đứng đền ghế đá, muốn lau nước mắt cho đình đình. Lộ tài của đại hát cầu vô cùng bẫn rệ, ở bên cạnh nghe được tất cả, thần sắc khẽ động rồi nói tự vế tù vì thần vương căn nguyên, khí phách thật là lớn. Còn chó chết tiệt, người nói cái gì? Diệp Phàm lên tiếng mắng nó. Ta là đang nói người này thật khó lường, không ngờ lại có đảm được như vậy. Hắn trước mắt chỉ có hai kết quả, một là hình thần câu diệt, sống không qua ba năm nữa, hai là trong ba năm năm nữa, trọng sinh thế gian, sống kiếp thứ hai, tù vì hướng thiên. Lời người nói là thật sao? Diệp Phàm chợt cả kinh. Tất nhiên là thật, hiện tại ngay cả bất tử thần dược cũng không thể cứu chữa được hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn đây chân chính là tự phế tu vi có lẽ có thể phế ra kiếp thứ hai của bản thân thần vương tiêu lại thần linh khuyết dùng diệp phàm chém đạo quả bây giờ hào hết cả thần lực đèn đã cạn dầu rồi hắn lại vô tư trợ giúp đình đình mỗi ngày dùng thần quang thanh tẩy chặt đất thần vương căn nguyên của chính mình diệp phàm cảm thấy rất ái náy chỉ hy vọng cứu sống thần vương mong hắn có thể sống được kiếp thứ hai, vượt qua tử kiếp. Thật sự là có hy vọng sao? Đình Đình nói trong nước mắt. Cái này phải dựa vào chính hắn thôi. Nhưng đi tới bước này, hắn nếu có thể buông bỏ quá khứ, thì nhất định có thể sống lại một kiếp nữa. Đại hát Cẩu cất tiếng nói. Bây giờ trong lòng Diệp Phàm lại trở nên lo lắng. Chỉ vì không bỏ qua đường cái chết của Thầy Vân Tiên Tử, cho nên thần vương mới đi tới bước này. Hắn có thể bỏ được quá khứ sao? Tiểu tỷ tỷ không được khóc, phải ngoan. Cô bé còn đứng lên ghế đá, chầm chút lau nước mắt cho tiểu đình đình. Qua một lúc lâu, bọn họ mới bình tĩnh lại được. Đình đình như nhớ tới điều gì, lại nói. Đại ca ca, vạn vật mẫu khí đỉnh của huynh. Có chuyện gì? Diệp Phạm lại hỏi. Buổi trở về không đâu, đã bị cường giật thần ca ca mượn đi, hắn vẫn chưa trả lại. Đình đình có chút ủy khuất. Diệp Phạm hừ lạnh một tiếng, khương gia là muốn lưu lại vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn sao? Khương Hoài Nhân lập tức nổi giận. Ngay cả bào bối của chặt nữ ta mà cũng dám lửa gạt sao. Tên Khương Giật Thần đúng là quá ngang ngược. Hắn chán sống thật rồi. Khương Giật Thần hắn nghĩ cái gì chứ? Ngay cả vạn vật mẫu khí đỉnh cũng dám chiếm đoạt sao? Ánh mắt của Lý Hắc Thủy cũng sáng bừng. Đỉnh này đúng là vô giá. Vì nó mà tạo ra sóng gợn khôn cùng. Từ ý nghĩa nào đó mà nói. Diệp Vam kết thủ kết oán với các thánh địa cũng là do nó mà nên. Thanh vật của đại đế cổ dù dùng cổ kinh cũng không thể đổi được Ai không động tâm cửa chư Diệp Phạm vì nó mà cửu tử nhất sinh Đã rất nhiều lần suýt nữa mất mạng Bật đặc dĩ hắn với tạm thời Giao tiểu đỉnh đỉnh giữ nó Mượn dùng ủy lực của thần vương thể Để bảo tồn nó Nếu không chỉ sợ hắn không sống được tới hôm nay Mấy người kia tuyệt đối không ngờ Cưng giật thần lớn mật như vậy Dám nhận cơ hội này chiếm đoạt làm của riêng Đúng là không thể chấp nhận nổi Ngày xưa các thánh địa đều vô cùng đỏ mắt Diệp Phàm dùng cả tính mạng mới bảo hộ được thánh vật, giờ lại bị kẻ khác lửa gạt chiếm mất, khiến hắn điên cả người. Giờ phút này, hắn không kìm được nổi giận, làm sao để kẻ khác mưu đoạt thứ hắn đánh đổi bằng cả tính mạng mình như vậy được. Tên tiểu tử này không khỏi quá to gan đi, thật dám ra tay, thứ đó mà cũng dám nuốt. Ngô Trung Thiên cười lạnh. Ngay cả bồn hoàng mà còn chưa được sơ tới, hắn lại dám ra tay, chúng ta đi thịt hắn thôi. Đá cầu nghiến răng nghiến lợi, với tính cách của hắn vạn vật thiên hạ phải cho ta mới đúng diệp pham bỗng nhiên thần sắc khẽ động lại nói không được hành động thiếu suy nghĩ không chừng còn phức tạp hơn cả chúng ta nghĩ nếu nhân vật lớn tuổi của khương gia muốn bưu đoạt thì phiền toái rất lớn Cà ca ca tiểu đình đình cảm thấy rất tự trách cúi đầu trầm mặc thanh vật trọng yếu như vậy nếu mất đi thì trong lòng nàng sẽ vô cùng áy náy không sao không sao đình đình không cần suy nghĩ nhiều không phải lo lắng Diệp Phạm xoa xoa đầu của nàng. Tiểu tỷ tỷ phải vui vẻ, cười lên. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, đứng lên ghế đá như một tiểu đại nhân. Đi nào, chúng ta bây giờ đi tìm Khương giật thần. Ngay cả đồ của chặt nữ ta mà cũng dám đoạt, ta phải lột ra nó. Khương hoài nhân ngày thường, có tên là Khương xấu xa, tự nhiên không phải là một tay mơ. Đi nào, trước tiên tìm tên kia tính sổ cái đá. Nếu Khương ra bảo hộ hắn, lập tức rời đi, chờ hắn ở bên ngoài, Trước khi cả đời này hắn không độ diện ở ngoài bắc vực. Điệu khấu cất tiếng nói. Trên thực tế, mấy người này là hậu nhân của 13 đại cường đạo, đều vô cùng kiệt ngạo. Ngày xưa ở bắc vực, ngay cả diều quang thánh tử và thánh nữ mà còn dám vẩy sát, huống hồ là những chuyện khác. Mấy người bọn họ lập tức tiễn cường đạo bá về rồi để đình đình dẫn đường. Nơi này có rất nhiều thần đảo và núi đớn, bọn họ không thể sống đoạn, cũng không thể tìm được cường giật thần. Tiểu tỷ tỷ không cần lo lắng nha. Đại ca ca bọn họ rất lợi hại. Ngay cả lão thụ tình cũng sợ tới mức vội vã bỏ chạy. Cô gái nhỏ hiển nhiên đang nói tới ngộ đạo cổ trả thụ. Điều này làm cho mấy người xám cả mặt. Vì quá tham lam ngay cả cổ thụ cũng không chịu nổi bọn họ. Đứa nhỏ này, em tên là gì? Tiểu đình đình rất thích đứa nhỏ này. Thấy nó nhù thuận, đáng yêu, liền kéo lấy tay nó đi trước. Kêu là bé con ạ. À. Cô bé này coi như loại sừng hồ cưng chiều làm tên của mình thực tế đối với quá khứ của mình nó cũng chỉ nhớ được hai chữ này diệp pham cũng từng phân tích cô bé con khẳng định từng có một đoạn ký ức khác sâu không thể quên được cho nên mới nhớ được hai chữ bé con rốt cuộc cô bé này có lai lịch như thế nào thì không ai biết từ khi xuất hiện cô bé còn vĩnh viễn có bộ dáng hai tuổi trí nhớ bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên trống rỗng phía trước trên một hòn đảo rất lớn với cổ mộc che trời, thác nước lớn như giải lụa, có một sườn núi lớn. Đây là một nơi vô cùng thành tú. Từ đây có thể thấy được thần phận của Khương Giật Thần trong đám trẻ tuổi Khương Gia, thần không tầm thường, mới có được một đời tù luyện thế này. Đây là đại ngộ không mấy người có được đâu. Gia Gia Hắn là một vị đại năng tuyệt đỉnh, có quan hệ huyết thống rất gần với gia chủ. Người này muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, mà bản thân lại rất tàn nhẫn, cho nên người bình thường không dám động tới hắn làm gì mấy người liễu khấu có chút hiểu biết về một thế hệ trẻ ở bắc vực ngay cả khương giật thần cũng hiểu rất rõ các người đã ai sao dám xông vào lưu tinh đảo của ta lập tức có mấy người bay ra ngăn cản bước chân bọn họ lưu tinh đảo gì ta thấy giống tảo tình đảo thì có đại hát Cầu nhè rằng chửi mấy người này lập tức biến sắc mặt liên đoán ra thân phận của mấy người vừa tới nhất là đại hát Cầu và diệp phàm ác danh của bọn họ tuyệt đối chuyển đi rất xa nơi đây chính là trọng địa khương gia, các người không được xông đoạn. Mấy người kia xếp thành một hàng, chặn trước đường, không cho bọn hắn tiến vào. Bây giờ, bản thân của Khương Hoài Nhân lập tức trầm xuống, hắn cảm giác được tình cảnh của tiểu đình đình hiện nay. Dù trên danh nghĩa nàng là tiểu công chúa của Khương tộc, nhưng mấy người này cũng không đi lên chào đón. Hắn nghĩ tới tình cảnh trước đây của tiểu đình đình, một ít người Khương gia khẳng định giật bật cổng với nó, ngay cả Khương Đạo Bá cũng bị bức bách ra ngoài mở quán để sống qua ngày. Lúc này cơn giận của hắn dâng lên. Các người cút đi, kêu Khương giật thần ra đây cho ta. Khương xấu xa, tính tình nóng nảy. Lúc này là một kẻ lục thần bất nhận. Dù hắn kỳ thần cũng đã còn cháu Khương ra, nhưng căn bản không thèm để ý. Diệp Phạm nghĩ tới nhiều chuyện cũ, nhớ lại mùa đông năm đó, tuyệt bày tán loạn. Khương Đạo Bá và Tiểu Đình Đình bị con cháu Khương giả kỳ dễ, mà đâu sỏ chính là Khương Giật Thần. Khi đó, hắn đã vô cùng tức giận mới tới địa bàn của thế gia Thái Cổ ra tay, chặn giết Khương Giật Thần. Mãi tới khi thần vương lên tiếng, hắn mới thả ra tên này. Lớn mật, các người có biết đây là nơi nào không? Làm cách của Khương tộc ta mà lại không hiểu lễ tiết. Một người khác lớn tiếng quát, buồn áp chế mấy người. Mặt chó của người mù rồi à? Ngay cả tiểu công chúa của Khương tộc ở đây mà cũng không thấy sao? Chẳng lẽ các người không biết hay là cố ý không nhìn? Khương Hoài nhận quát. Giả mắt tiểu công chúa, mấy người kia nghe được lời này mới đi lên chào hỏi. Ngày xưa bọn họ đích xác có thể không thèm nhìn tiểu đình đình. Thân là thái ẩm thể, sống không được mấy năm, lại là được dẫn về từ bên ngoài, căn bản không tính là chính thống. Mà nay đại khác hoàn toàn, đây chính là người duy nhất được thần vương mang đi, tu luyện nửa năm, rất có thể bí quyết trự đấu cao nhất trong cầu bí đã ở trên tay cô bé. Còn nữa, nó có chỗ dựa vững chắc là túc tổ đại cường đạo, thân phận vô cùng tôn quý, không ai dám kỳ dễ như trước. Chỉ là vì thái độ trước đây như vậy, bọn họ còn chưa có chuyển biến mà thôi. Mời chờ cho một lát, chúng ta đi bẩm báo. Một người nhanh chóng bay vào trong đảo, lập tức bẩm báo cường giật thần, không dám trì hoãn. Rất lâu sau đó, người này mới bay ra, trên mặt tràn gặp vẻ xin lỗi, khách khi nói. Thần xin lỗi vài vị, thiếu chủ đang bế quan tù luyện, ta không thể đánh thức hắn. Các vị mấy ngày sau hãy tới đi. Ngô Trùng Thiên lập tức cười lạnh nói. Sớm không, muộn không, sau khi chúng ta tới lại cố tình bế quan. Đây rõ ràng là chuyện giả vờ, không ngờ không ra gặp chúng ta. Hắn trốn được lần đầu, chẳng lẽ trốn được cả đời sao? Liễu khấu cười lạnh. Nếu hắn kinh thường đi ra gặp chúng ta, thì chúng ta tự mình vào gặp hắn vậy. Cơn tức của Khương Hoài Nhân không ngừng dâng cao. Các người không được vào. Mấy người kia lập tức ngăn trở. Các người lùi ra, ta muốn gặp biểu ca của ta. Các người có thể ngăn cản sao? Tiểu Đình Đình tiến lên. Tuy chỉ là cô gái 9 tuổi, nhưng nếu thật sự đứng lên cũng có một loại ủy thế vô hình. Mấy người kia bây giờ hai mắt nhìn nhau. Trước đây không sao, nhưng hiện tại thật sự không thể trêu chọc vào người này. Đây là địa vực Hương gia. Mấy tên người hậu các người muốn ngăn cản sao? Có phải nếu một ngày thần vương gia ra trở về, các người cũng không cho vào hay là không? Tiêu Đình Đình giận dữ, quát mà hỏi. Cái này, tránh ra. Tiêu Đình Đình bay về phía trước ngay. Mấy người bọn Diệp Phàm gật đầu cũng đều bay theo vào trong đảo. Những người kia không ai dám ngăn trở. Dọc đường đi, bọn họ chưa hề dừng lại, lập tức đi vào trung tâm cổ đảo. Nơi này có mấy ngọn núi lớn, trên đó là những cổ đằng cứng cáp, linh tuyền chảy róc rách, mây mù lượn lờ, cảnh sắc rất tráng lệ. Khương giật thần, người ra đây cho ta. Khương hoài nhân thẹt lớn, Thân đạo trống vắng không quài đáp lời, chỉ có một đám linh cầm bị kinh động bay lên trời cao. Người nếu không đi ra đây, ta sẽ trấn áp tất cả những ngọn núi này, bắt người đi ra. Lời này vừa toát ra, lập tức có mấy lão giả bay lên, trong đó có một người lớn tiếng trách mắng. Kẻ nào dám gây ồn ào, không để ý tộc quy, muốn bị trách phạt sao? Mấy lão già này đều là cường giả hóa lòng bí cảnh, cũng không phải trực hệ cường giả. Chỉ là những người phụ trách bảo hộ cương giả thần mà thôi. Đình đình tiến lên nói. Mấy vị lão bá, ta muốn mời đường huynh đi ra. Có chuyện quan trọng cần gặp hắn. Mấy người này tuy có chút thân phận, nhưng thấy đình đình tới đây thì cũng không thể làm gì cả. Trong là không dám ngăn cản tiểu công chúa. Tiểu chủ, hắn đang bê quan, thật sự không tiện đi ra mà. Một người nói vừa. Hắn không ra được thì chúng ta tự mình đi gặp hắn. Liệu khấu cất tiếng nói. Nói nhiều làm gì? phong sơn trực tiếp luyện hóa hắn đi lý hắc thủy hồ lên đây đương nhiên chỉ là lời nói độc bức cường giật thần đi ra mà thôi thế nhưng mà dù sao mấy người này đều là hậu nhân của những đại cường đạo ác danh vang xa người bình thường đều tin tưởng bọn hắn dám làm thật xa xa truyền tới một tiếng hừ lạnh từ trong một tòa kiến trúc cổ kính một đàm nhân trẻ tuổi với thần sắc lạnh lùng xuất hiện rồi nói thật sự là can đảm dám chạy tới cường già tà dương oai sao với những kẻ không biết trời cao đất dài này Đánh thiên âm chung Tập trung cao thủ bắt bọn chúng lại Lôi ra ngoài chém đầu cương dân thân mặc một bộ thanh y Hai tay chắp sau lưng Đứng trên đỉnh núi vô cùng ngạo mạn Quét nhìn mọi người Quét miệng hiện lên một tia âm lãnh Tiểu tử người thật đúng đạt độc Chỉ vì lý do như vậy Đã muốn chém giết chúng ta Loại chuyện này mà người cũng làm được Đúng là còn tệ hơn so với tưởng tượng của ta Liêu cấu cắn chẳng nói Bọn họ không hề e ngại gì. Thân là con cháu 13 đại cường đạo. Ngay cả thật sự gây sự thì bọn họ cũng giết phải cố kỵ gì đâu. Những đại cường đạo kia chẳng cần phải cố kỵ. Càng không đói, bọn họ không có tội lớn. Mấy lão nhân này cũng thật sự muốn đánh thiên âm trung, triệu tầm cao thủ cường tộc chém giết mấy người kia. Khương Hoài Nhân quạt lớn. Bây giờ, các người muốn tạo phản sao? Không thấy tiểu công chúa đang ở đây sao? Là nàng mang chúng ta tới đây. Các người muốn giết ai? chán sống hết cả rồi. Mấy lão giả kia tuy giận dữ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các người bắt giữ tiểu công chúa, cường tộc của ta, lập tức đánh thiên âm trung, tập trung cứu tiểu công chúa, giết hết bọn họ cho ta. Khương giật thần cười lạnh, sau đó thấp giọng nói. Trên địa bàn của Khương gia ta mà dám gây chuyện, các người chết chắc rồi. Nói xong hắn cười tàn độc, ánh mắt lướt qua mọi người. Cuối cùng nhìn thẳng vào Diệp Phàm lộ ra thần sắc vô cùng cừu hận hắn tất nhiên không quên chuyện cũ. Tiểu tử này cũng quá ẩm độc đi. Ở trong địa bàn của hắn, không nói lình tí. Bây giờ thật là muốn giết chúng ta sao? Liệu khấu cảm giác đại sự không ổn, muốn tiền hạ thủ vì cường. Diệp Phạm lập tức tươi cười, vỗ vỗ vai của cường Hoài Nhân rồi nói. Cứ để cho hắn đánh thiên âm trùng đi, đừng có quên thân phận của người là gì. Cũng là con cháu khường già, hậu nhân của thần vương, người là ca ca của hắn, đi lên tạt hắn vài cái cũng không sao cả. Người ta tới đây cũng chỉ biết nhìn mà thôi. Ta thiếu chút nữa là quên bén mất. Lão tổ tông Khương gia kia, ngày nào cũng đến thuyết phục, muốn già già của ta trở lại gia tộc cơ mà. Còn cấp cho ta một khối thần mộc lệnh nữa chứ. Khương Hoài Nhân bừng tinh đây là thần mộc lệnh, đây chính là thứ hắn dùng để tiến vào Khương gia, không ai dám ngăn cản hắn. Các người đánh tiền âm trùng đi, gọi nhiều cao thủ tới đây, nhìn ta tạt vỡ mặt của hắn sao? Khương Hoài Nhân cật tiếng nói. Mấy tên kia nhìn thấy thần bộc lệnh lập tức biến sắc mặt. Ngay cả Khương giật thần cũng đột nhiên biến sắc, vô cùng khó coi. Tiểu tử đưa vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây. Ngô Trùng Thiên cười lạnh nói. Hừ, các người thật can đảm, vạn vật mẫu khí đỉnh là vật của đình đình. Nó là một thành viên của Khương gia. Tự nhiên, nó là thánh vật của Khương gia. Các người là gì mà đòi lại đây? Khương giật thần cười lạnh nói. Loại lời này mà người cũng nói ra được sao? khương ngoại nhân lập tức trở mặt hai mắt của diệp phàm cũng trở nên lạnh lẽo xuống ngày xưa hắn giao vạn vật mẫu khí đỉnh cho tiểu đình đình thì đã từng nói rõ với thiên hạ là tạm thời cho mượn ngày khác sẽ lấy trở về hiện tại khương giật thần lại nói ra như vậy muốn coi là của riêng mà không định trả đi lời nói còn đầy vẻ chính nghĩa xưng đó là thánh vật của khương gia chưa thấy một tên nào không biết xấu hổ như ngươi đại há cẩu nhe răng suýt nữa đã lao lên giật thần ca ca Ngươi bận vạn vật mẫu khí đỉnh của ta lâu rồi, cũng nên trả lại đi. Đình đình tiến lên, thanh âm giòn tan vàng vọng. Thần sắc của Khương Giật Thần lạnh lùng nói. Đình đình, ngươi nên biết rằng lòng người hiểm ác. Đây chính là thánh vật Khương Tộc. Ta giờ mà đưa cho ngươi, chỉ sợ sẽ bị đám tiện nhân này đoạt đi mất. Tiểu tử ngươi chán sống thật rồi. Lời nói vô sỉ như vậy mà cũng thốt ra được. Vạn vật mẫu khí đỉnh của Khương gia từ bao giờ? Chỉ bằng ngươi cũng muốn chiếm đoạt thánh vật còn chưa đủ tư cách đâu. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Diệp Phạm khoát tay nói tiếp. Hiện tại, nói những lời này cũng vô dụng. Hắn cứ khăng khăng đó là thánh vật của Khương gia, không lấy ra đâu. Nhìn người vậy, Khương Hoài Nhân thật là bức người. Khương Hoài Nhân nghe vậy lập tức hiểu ý, cười lớn rồi nói. Được, Khương giật thần, ta tuy có một tên đệ đệ trở trẽn như người, nhưng hôm nay không thể không nhận. Rồi sau đó hắn xoay người lại rồi nói. Các người hỗ trợ, vậy hắn cho ta bắt lại biểu ca ta phải chấp hành gia pháp, mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Xoạt một tiếng, Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên lập tức vây quanh bốn phía, ai cũng hiện ra vẻ cười lạnh. Các người muốn làm gì? Cương giật thần biến sắc mặt. Ta là ca ca của ngươi, phải chấp hành gia pháp, hùng hằng tát cho người một trận. Cương hoài nhân không hề có hảo ý, cười lạnh. Người dám sao? Cương giật thần giận dữ. Tại sao ta lại không dám? Hôm nay bọn họ đều là ngoại nhân, không thể động vỗ trong khương gia, thế nhưng ta lại có tư cách này. Khương Hoài Nhân cười lạnh, kêu tiếng ca ca đi, sau đó chuẩn bị mà bị giáo huấn đi. Người muốn chết phải không? Vẻ mặt của Khương giật thần âm trầm, chỉ nghe soạt một tiếng, mấy người bọn Diệp phàm lúc này đã cố định hư không đại. Ba! Khương Hoài Nhân cầm thần mộc lệnh, lao lên như quỷ mị, một tát đánh lên mặt của Khương giật thần. Mau, đánh thiên âm trùng. Khương giật thần thấy thân thể bị trói buộc trong không trung, lập tức cuống quýt hồ lên ta thật là huỳnh trưởng của ngươi người dám đại nghịch bất đạo lại còn muốn giết ta ta hôm nay phải nhổ hết răng của ngươi mới được khương hoài nhân cho tìm hắn một tội danh rồi vung tay lên bốp một tiếng làm một tiếng giòn tan vang lên nhanh nhanh lấy vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây bằng không hôm nay ta đánh nát cái mồm của ngươi các người cũng thật to gan dám tới khương tộc ta hành hung khương giật thân ngồn lộ hùng quang bây giờ lớn tiếng quát chỉ nghe đánh bốp một tiếng. Khương Hoài Nhân cũng không phải là thiền nhân gì, liền tiếp tát lên mặt hắn, khiến hai má tuấn tú, trắng nõn của hắn, hằn lên nằm dấu tay. Dám nói chuyện với cả cả người như vậy sao? Từ khi gặp ta, người còn chưa kêu được tiếng nào dễ nghe đầu đó, chẳng lẽ thật muốn giết ta sao? Khương Hoài Nhân vừa nói vừa tát liên tiếp. Lá gàn của ta lớn sao? Làm sao bằng ngươi được? Ngay cả thánh vật truyền trúc của đại đế mà người cũng dám chiếm đoạt. Có phải người còn không biết mình họ gì phải không? Đó là thứ mà người có thể động vào sao? Loại tạp trùng bị cường gia ta đuổi cổ khỏi nhà mà giờ dám ra tay với ta sao? Người chờ coi, lạt nữa sẽ có người rút gần đoạn cốt của người. Cương gia thần vô cùng ác độc, sắc mặt sành mét. Đây là trọng địa cường gia. Ở trên hòn đảo của chính mình chưa từng phát sinh chuyện thế này. Làm sao có ai dám làm thế với hắn? Lại nghe bốp một tiếng. Khương Hoài Nhân đáp lại hắn bằng một cái tát nữa, rồi nói, không gọi đường huynh sao, thật đúng là đại nghịch bất đạo, dù ta thịt người cũng không có vấn đề gì cả. Cách đó không xa, mấy lão nhân kia rốt cuộc đánh lên thiên âm trung, phàm là cao thủ trong địa vực này đều nghe thấy cả, sẽ phải tập lập tức tới đây. Đây chính là tiếng chuông báo động khi có biến cố phát sinh. Các người đúng là vẫn dám đánh thiên âm trung ư. Khương Hoài Nhân lập tức tươi cười, tiếp tục dùng thần bộc lệnh, đánh lên người Khương Giật Thần. Bùm bốp mấy tiếng vang lên. Khương Hoài Nhân xuất thủ khá độc ác. Mấy cái liên tiếp này lập tức khiến miệng Khương Giật Thần như nát bấy, cãi cả sườn cằm, đầu như gục xuống. Không biết sống chết, rào vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây cho ta. Người, người, được lắm, người cứ chờ đấy. Khương Giật Thần vẫn mạnh miệng như cũ, nhưng âm thanh méo mó, không thành là tròn tiếng. Cách đó không xa, mấy lão già kia vô cùng xấu hổ, muốn tiến lên ngăn cản nhưng thần mộc lệnh vẫn còn đó, không dám làm gì. Bọn họ tất nhiên đang nghe nói tới chuyện cường nghĩa trở về. Đó chính là một vị độc nhân cùng 12 hai vị đại cường đạo khác đồng khí liền trì. Chọc một người là chọc cả mười ba, còn có thồn thiền mà quán thượng cổ, lại có nhân vật lão bất tử khủng bố kia hoàn toàn dám kiều chiến với thánh địa. Người muốn chết ư, nếu không rào vạn vật mẫu khí đỉnh ra, thì hôm nay ta sẽ đánh chết người. Khương Hoài Nhân sinh ra độc ác, ánh mắt trở nên làng lệ, bốp một tiếng. Ta nói người này tên Khương xấu xa, nhưng người đánh như vậy thật là sướng, không bằng để ta xuống tay thêm cho. Như thế nào? Liêu khấu bên cạnh cũng nói. Đá cầu lập tức lao lên, khỏe ngay cái quần cộng bằng da hổ mới tinh của mình, huy động hai bộ móng phút to như hai cái miệng bát mà nói. Hay là để bồn hoàng ta cho vài cái, ta nguyện ý đánh lên cái tên bại hoại này, dám học theo bổn hoàng đi cướp thánh vật. Nó không cẩn thận nói ra cái xấu của mình, nó vốn nhớ mãi không quên vạn vật mẫu khí đỉnh, luôn tìm cách thu vào trong tay mình. Các người đừng có mơ, đây là thánh vật cường tộc ta, bỏ hy vọng đi. Khương gia thần xương cốt cũng rất rắn chắc, bị đánh trong miệng mũi dập máu mà vẫn còn muốn nghiến rằng nghiến lợi. Hắn tin tưởng cường Hoài Nhân không dám giết hắn, không chỉ nói là một ít thường thế ngoài tay, dù là chặt tay, chặt chân thì cương tộc đều có linh dược để chữa trị. Hắn chỉ cần kiên trì, chờ đợi cao thủ cương tộc tới là có thể tiêu diệt được những tên này rồi. Bởi vậy, hắn sinh độc ác, dù thế nào cũng không chịu rào ra rà, vạn vật mẫu khí định. Người cũng coi như cứng rắn đây, còn muốn cắn răng sao? Ta đánh văng hết răng của ngươi, xem người nghiến như thế nào. Khương Hoài Nhân lại tát thêm một tát. Khương Giật Thần phun ra mấy cái răng, khuôn mặt vặn vẹo, đau đớn, khiến hắn không kìm được phải kêu rên, nhưng không hề cầu xin được tha. To gan! Một tiếng rống giận dữ từ giữa bầu trời chuyển tới thật sự đã ăn gan hùm bật gấu, dám diễu võ dường oai trong khương gia của ta. Người dù là thiên vương lão tử, hôm nay cũng hóa thành cho bụi cho ta. Một người trung điên đáp xuống, tọc đèn rất dày, thả dài tới tận đầu gối. Ánh mắt hắn sắc như dao, dường như có thể chém hồn đoạt phách, vô cùng sắc bén. Bát thúc, mau giúp ta giết hết bọn họ. Khương giật thần hét lớn, đồng thời phun ra mấy cái răng. Sau khi thiên âm trùng vang lên, nhảy mắt đã có bảy tám mươi người đi tới, cầm đầu chính là người trùng điền với mái tóc đen dài tới gối này thần sắc hết sức lạnh đùng dù sao đây không phải là đại trùng trọng địa của khương gia không thể kinh động tất cả mọi người chỉ quên hiệu những thần đảo xung quanh Tù hút bọn họ lại đây những người này cũng giống cường giật thần đều có huyết thống trực hệ có quan hệ rất gần gũi với hắn bát thúc đình đình cũng kêu lên bản thân của nó cũng vô cùng thân thiết với mấy người này sao lại thế này bây giờ Bản thân của người vừa mới đến cất tiếng hỏi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người tóc dài này đi lại gần hỏi Tiểu Đình Đình. Giờ thần ca ca mượn vạn vật mẫu khí đỉnh của con mà không có trả. Chúng con đến đòi lại, hắn còn muốn giết chúng con. Đình Đình mở miệng cáo tội. Ánh mắt của người mới đến lập tức lạnh lùng. Hắn thấy thần mộc lệnh trong tay Khương Hoài Nhân, cảm giác vô cùng khó giải quyết. Người dừng tay cho ta. Hắn khét đến một tiếng, vươn bàn tay chỉ về phía trước. Khương Hoài Nhân cũng rất có cá tính, nhìn thấy có 70, 80 người vây quanh, dùng thần mộc lệnh đánh càng hăng, trong miệng cũng bắn to không ngừng. Bắt không có tôn trưởng, muốn giết huynh trưởng, giả pháp để đâu hả? Huynh trưởng như cha, lão tử giáo dục người. Bốp, bốp, tiểu tử người... Người trùng điền kia càng thêm âm trầm, bàn tay to đánh tới, phát hiện Cường Hoài Nhân lại chuyển thần mộc lệnh chắn trước người. Bát thúc, người giết bọn họ đi, hết thảy hậu quả ta sẽ gánh. Khương giật thần kêu gào. Người cho người là ai? Người gánh vác được trách nhiệm sao? Người muốn tạo phản Khương gia ư? Ngay cả thần mộc lệnh của lão tổ tông mà cũng dám không tuần theo sao? Khương Hoài Nhân lại tiếp tục ra tay. Đủ rồi, người quá kiêu ngạo rồi đó. Là một tiếng hử lạnh vang lên. Một người trung niên tóc xám với thân hình cao lớn xuất hiện vô cùng uy nghiêm. Đại bá, người bảo giết bọn họ. Đây là một đám thổ phỉ dám dựng ngoài trong Khương gia ta. Muốn đòi lấy thánh vật Khương gia không thể để bọn chúng còn sống mà rời đi được. Khương giật thần kêu lớn mấy câu. <laughs> người trung niên tóc xám này hai mắt âm hàn, nhìn thẳng mấy người diệp phạm, sát khí lộ ra. Ngay cả Khương Hoài Nhân cũng bị bao phủ bên trong, cảm giác đường một cỗ lạnh lẽo như băng. Xích một tiếng, hắn điểm ra một đạo trùm sáng liền quét tới, liền kéo lấy Khương giật thần về cạnh mình, sau đó tràn ngập sát khí, tập trung đám người diệp phạm. Đại bá, màu ra tay, không thể để cho bất cứ kẻ nào chạy mất. Cương giật thân nhìn được cứu vớt, hoàn toàn nổi giận, hùng hăng nhìn mấy người. Tôi còn nhỏ mà đã ưởng ngạnh như vậy, dù có lại địch như thế nào cũng không được động thủ ở cường gia ta. Người này lớn tiếng, hắn không để ý tới cường hoài nhân đang cầm thần mộc lệnh trong tay của mình mà nhìn về mấy người diệp phàm, sát ý vô hình từ trong cơ thể phát ra. Tiểu hồ màu vàng ở trong bi tầm diệp phàm hóa hình ra một thân ảnh, ngồi xếp bằng trong hư không, bảo tướng trang nghiêm giống như một tiền linh lao về phía trước ầm một tiếng tiên địa dường như bạo động thần thức của diệp phàm vượt xa cảnh giới của hắn giao kích với sát điểm của người tóc xám phát ra một tiếng nổ lớn cũng không hề rơi vào hạ phong đại bá người muốn giết chúng ta sao đình đình tiến lên áo trắng bày phấp phới như một tiên tử không tỉ vết chè trước mấy người bọn diệp phàm đình đình tránh ra việc này liên quan tới tồn nghiêm của gia tộc ta không giết bọn họ khó có thể rửa sạch mối nhục Ta chỉ biết cường giật thần, hắn không có la gan lớn như vậy. Bằng hắn không đảm bảo được thánh vật đại đế. Xem ra, quả nhiên có người phía sau ủng hộ hắn. Người khẳng định là một trong số đó đi. Đại hát cầu nhà rằng nói. Diệp Phạm bình tĩnh nhìn hắn, nói tiếp. Người không hỏi nguyên do, vừa tới đã muốn động thủ. Chẳng đã thật sự muốn lấy vạn vật mẫu khí đỉnh làm của riêng sao? Tiểu bối, đừng có chụp bũ ta. Các người dường ngoài trước, ta chỉ vì thế mới động thủ mà thôi. Tên tóc xám hử lạnh, ta à, có thể nói cho người biết một điều, thần vương sẽ không có chết, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày trở về. Người tốt nhất đừng quá tuyệt tình như vậy. Diệp Phạm cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương của đối phương, trong lòng không khỏi giật mình. Trận văn bản cơ đột nhiên hiện lên, đá cầu kêu cao. Muốn giết ta sao, vậy bảo mẹ ngươi nằm mộng đi thôi. Có bản lĩnh cứ vĩnh viễn ở trong cương gia đi, bằng không nếu ra ngoài, bồn hoàng tru sát toàn bộ các người đây là một bộ phận trận văn đại đế cổ căn bản không sợ bị người ta mạnh mẽ cắt đứt nó cũng lò lắng chủ toàn rồi quyết định của người hôm nay sẽ liên quan tới tương lai của khương tộc tất cả mọi người xung quanh biến sắc mặt bọn họ không phải là cao tầng khương gia nhưng vẫn rất hiểu biết nhiều chuyện ngoại giới rất nhiều người đều biết có một vị thánh nhân đương thời rất thân thiết với mấy người này bọn họ còn thật sự không dám hạ tử thủ nếu không sẽ dẫn tới đại họa trần văn bàn cờ lóe lên mấy người bọn Diệp Phàm không còn đò đắn tính sinh tử nữa. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua không gian mà đi, lạnh lùng chờ quyết định của người áo xám. Không sao, giết bọn họ. Khương giật thân không sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể lập tức giết mấy người bọn Diệp Phàm Người áo xám cũng đẩy sát khí, nhưng hắn vẫn là người hiểu chuyện, tự nhiên biết được sự khủng bố của trận văn kia. Đối phương đều muốn chạy thì tuyệt đối không thể ngăn cản. Một tiếng hừ lạnh mạnh mẽ truyền tới, một thanh âm già nua vang lên, có chuyện gì? Đình đình lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ nói. cửu ra ra, giận thần ca ca mượn vạn vật mẫu khí đỉnh mà không chịu trả, còn muốn kêu người giết chúng ta. Tiểu nhà đầu người không được nói lung tung. Thần sắc của khương giận thần băng hàn, thật to gan. Một lão nhân mặc thành y xuất hiện, dầu tóc bạc phơ như một đầu sư tử vô cùng ủy mãnh. Hắn là hậu nhân của thần vương, ngày xưa cũng rất quan tâm tới đình đình. Cửu ra ra, khương giật thần có chút nhút nhát, tên trùng điền áo xám cũng có chút bất an. Các người thật đúng là to gan, thần vương đạo tổ vừa biến mất mà các người đã dám như vậy. Lão nhân kia thét lớn. Cửu gia gia, vạn vật mẫu khí đình vốn đã trở thành thánh vật khương gia ta. Ta sở dĩ là sợ đình đình không bảo quản tốt, bị mấy người này mưu đoạt, cho nên thành mặt bảo quản mà thôi. Khương giật thần cãi lại. Đó là thứ diệp phàm đại ca cho đình đình mượn, không phải đã cho khương gia ta. Đã sớm nói có ngày muốn lấy lại mà. Đình đình chân thật nói không thể nói như vậy được đã cho thứ gì sao có thể lấy lại được đây đã là thánh vật cường gia ta đình đình ngươi còn nhỏ không phải là chỗ cho người nói chuyện không được nhiều lời khương gia thần lạnh lùng nhìn tiểu đình đình không sai thanh vật thuộc sở hữu của ai còn cần chờ thương thảo không thể quyết định qua loa được tránh bị người ngoài mưu đoạt người áo xanh lại gật đầu trong lòng của diệp phàm phận uất khương gia quả nhiên có một số người muốn mưu đoạt vạn vật mẫu ký đỉnh không phải đơn giản là chỉ mình Khương Giật Thần. Hắn biết phiền toái to rồi. Rõ ràng đây là thứ của hắn. Ngày xưa cũng nói rất rõ rồi. Giờ đại làm cho trước mặt hắn như vậy. Một tiếng là bưu đoạt, hai tiếng đã kẻ cắp gầy rối. Các người thật đúng là càng lúc càng hồ đô. Lão nhân ủy mãnh này đột nhiên quát lớn một tiếng. Nhanh nhanh mang vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây cho ta. Còn dám tự biểu xấu mình thì ta lập tức diệt sát các người. Cái này đã là thánh vật cường tộc ta Khương giật thần và tên trùng điên tóc xám không cam lòng muốn nói thêm điều gì nhưng bị ánh mắt lăng lệ của lão nhân kia chặt đứt. Cửu ra, vạn vật bẫu khí đỉnh không ở đây. Thập tam già đang giữ nó. Hắn đấy nghiên cứu từ mấy hôm trước. Khương giật thần bỗng nhiên nói vậy. Lão thập tam, người ra đây cho ta. Mang cả vạn vật bẫu khí đỉnh tới đây. Lão nhân kia thét lớn một tiếng. Thanh âm truyền ra hơn trăm dặm. từ khương gia rộng lớn vô cùng, nhưng thanh âm này cũng lan xa hơn phân nửa địa vực. Rất nhiều người đều nghe được. Rất nhanh sau đó, rất nhiều lão nhân xuất hiện, dựng thân ở hòn đảo này. Bọn họ đều bị kinh động vô cùng. Thập tam gia còn chưa tới, nhưng đã có đại năng tuyệt đỉnh hiện thân. Gia Gia Cường Giật Thần cũng tới. Gia Gia! Cường Giật Thần lập tức lên tiếng tiếp đón. Mặt của người sao lại thành ra như vậy? Đây là một lão nhân có dáng người khô gầy, sợi tóc màu vàng nhưng tinh khí thần lại vô cùng bức nhân, hóa thành hào quang có tính thực chất từ trong cơ thể phát ra. Bọn họ tới trọng địa cường già lam can, không coi gia tộc ta ra gì. ra ra ngài phải giết bọn chúng. Khương giật thần thầm cầm hận, nhìn đám người bọn Diệp Phàm Lão nhân kia lạnh lùng nhìn lại, màu quang bức nhân, quét một lượt mấy người Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Tuy nhiên, Diệp Phàm và Hắc Hoàng cũng không e ngại, cùng lắm thì lập tức bỏ chạy. Nam nắm giữ một phần trận văn đại đế cổ, bọn họ hoàn toàn có thể trông cậy vào nó lục ca, người thật muốn dùng túng quyết điểm sao? Cửu già lên tiếng, thân sắc nghiêm trang, râu tóc dựng lên như là một con sư tử nổi giận. Người có biết bọn họ đang làm gì không? Nếu là đã, đã biết, chẳng đã còn bao che. Sao chứ? Bọn chúng làm gì? Đột nhiên một tiếng thét dài truyền tới. Một đạo thân ảnh nhanh như điện, màng, mà tốc độ vô song, nhoáng cái đã đạp xuống nơi đây. Ra ra, Khương Hoài Nhân vui mừng. Đại cường đạo tiếng tâm lừng lẫy của bắc vực tới đây tuyệt đối là một lão độc nhân. Hắn tung hoành nhiều năm, sau lưng còn có 12 độc nhân hơn nữa duy trì. Hiện tại, ngay cả lão tổ tông Khương gia cũng muốn mời hắn trở về, rất coi trọng. Khương Nghĩa đi tới quát, đã không đền thần thì chịu tội rước họa mà thôi. Mới đầu, mọi người đều cho rằng hắn đang của trách Khương Hoài Nhân, nhưng hắn đã lập tức tới trước người Khương giật thần và tên trùng điện áo xám, huy động bàn tay và tới. Chỉ nghe bụp bộ bộp mấy tiếng, hắn không nói hai đời chỉ liên tiếp tát ra mấy cái. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, gồm cả hai đại năng cửu ra và ra ra khương giật thần cũng ngây cả ra. Tuyệt đối không ngờ hắn lại hành động như vậy. Khương giật thần và tên tóc xám bị đánh cho điên người, liên tiếp ăn một loạt cái tát. Muốn tránh cũng không được, miệng mũi đều phun máu. Tiểu xúc sinh, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, không được kỳ dễ đình đình. Lần trước ở thần thành đã cho người một trận, còn chưa nhớ sao? Lần này đánh chết ngươi. Khương nghĩa vô cùng bá đạo, làm trò ngay trước mặt già già cường giật thận. Còn ngươi nữa, sống hơn trăm tuổi mà còn ngu như chó thế sao? Khưởng Nghĩa cũng quay sang tát cho tên tóc xám, ngoài miệng nói như vậy. Tất cả mọi người ngây ra, tên cường đạo này đúng là quá khủng bố, làm cho ngay trước mặt đại năng tuyệt đỉnh. Cứ thế, đánh cho con cháu họ, thật sự không lưu chút cảm tình nào cả. Tăng ngất, tăng ngất bất thôi. Già già của Khương Hoài Nhân, người thật là mạnh mẽ đấy, thật đúng là hợp ý ta. Liễu Khấu, Lý Hắc Thủy có chút ngây ngất. Ngay cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng cũng dững sợ. Vì cường đạo này thật quá mạnh mẽ đi. Không ngờ dám ra tay như vậy. Tất cả mọi người cứng họng, không ai nói gì. Cường đạo rất ngang ngược trong truyền thuyết đã được thể hiện rất trực tiếp và rõ ràng. Thẳng quát con, để người nhớ cho kỹ. Bộp bộp mấy tiếng nữa. Những cái tắt vô cùng vang, kêu. Khởi nghĩa huy động bàn tay, đánh đền má Khương giật thần rất mạnh, căn bản không lưu tình. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không có một ai lên tiếng. Người này quá dũng mãnh, tổ ra ra người ta ngay trước mặt mà còn dám làm cho, chưa thấy cường nhân nào như vậy cả. Ngoài ra hắn vừa đánh vừa quở trách, thật đúng là khiến người ta trợn mắt há mồm, khiến tổ ra ra khương giật thân cũng không biết phải làm cái gì cả. Còn cả người nữa, một tay cường nghiện nắm lấy cổ áo của người trùng điền tóc xám như nắm một con gà, kéo trước mặt, bây giờ nói không nói hai lời, tắt liền sáu cái mới thôi nằm 180 tuổi mà không có chịu khó học đòi, đánh chết người luôn. Tất cả mọi người ngây cả ra, đã biết đây là lão nhân sống trên dưới trăm tuổi mà còn giáo huấn như vậy, cái người ta làm sao có thể sống yên ổn được nữa chứ, mặt mũi để ở đâu đây? Đủ rồi. Tổ gia gia của Khương Giật Thần là Khương Duệ quạt khẽ, tiên đền một bước rồi nói, người đánh như vậy đã đủ chưa? Chưa, còn chưa đánh đủ đâu. Khương Nghĩa đáp lại rõ ràng, mạch lạc. Bốp một tiếng, hắn vừa nói lại tiếp tục ra tay, liền tiếp đánh 18 cái tắt mạnh, khiến cả khước giật thần và tên tóc xám hôn mê, ngã phịch ra mặt đất. Bên cạnh tất cả mọi người không biết phải nói gì, vì đại năng tuyệt đỉnh Cường Duệ cũng lên tiếng, nhưng không ngờ hắn lại dùng hành động trả lời, cường thế vô cùng. Người thật là không biết để mặt. Sắc mặt của Cường Duệ lạnh xuống. Như thế nào? Người muốn động thủ với ta sao? Cường Nghĩa quét mắt nhìn hắn một cái sau đó tiếp tục giáng tay. Thẳng oát con, đồ bất học, để tật đánh cho những ý nghĩ xấu xa, giật hết khỏi đầu của ngươi luôn. Cường nghiên liền tiếp kêu nó là thằng oát con, lại là đồ bất học, khiến cường duệ tái mặt. Giáo huấn hậu nhân của mình như vậy, khiến trán của hắn cũng nổi ca gần xanh. Ở phía xung quanh, lớp người cao tuổi của cường già cũng không có ít, tất cả đều ngẩn ra, vì cường đạo này thật không biết cố kỵ gì, dám nói dám đàm. Tuy nhiên nghĩ lại chuyện ngày xưa, thì vị tổ tông này dám đại nghịch bất đạo, phản xuất gia tộc. Hiện tại so với ngày trước thì căn bản không tính là cái gì. Tiểu tử ngươi, nếu dám kỳ dậy đình đỉnh lần nữa, làm sang làm bậy, thì ta sẽ tống người đi tận băng nguyên. Hãy đợi đấy, nhớ lên lần này. Lần này ta tạm tha cho ngươi, hãy ghi nhớ đến suốt cuộc đời của ngươi. Nói xong thì lão mới dừng tay. Kinh thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo